Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 23 tháng 8 2019 thì chúng tôi có mặt ở đây, ở ngay phía trước một dòng sông rất lịch sử ở Đức, ở nơi cái dòng sông này là chính là trước đây đã nơi ngăn cách của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản cũng như là thế giới tự do. Phía bên kia của chúng tôi nhìn thấy đấy là phía bên Cộng hòa Liên bang Đức, và phía bên này như các bạn đã, chỗ tôi đứng là của Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây. Và dòng sông này là cái biên giới, và những cái ai vượt biên bơi qua dòng sông này thì có thể sẽ bị phía nhà cầm quyền Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức bắn chết. Và nhiều người đã bị bỏ mạng ở ngay cái dòng sông này. Và hiện nay cái lịch sử của Việt Nam dường như đang tiếp tục tiếp diễn về cái việc Việt Nam bắt đầu hội nhập vào quốc tế với thế giới khi bị người đồng chí của mình là Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo mà không thể kêu ai, bởi vì tất cả những nước xã hội chủ nghĩa anh em đã im lặng trước cái đòi hỏi, trước cái sự nguy hiểm mà Việt Nam đang phải đối mặt, mặc dù trước đó Việt Nam cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều. Và thông tin hôm nay cho chúng ta biết rằng Trung Quốc đã bắt đầu điều máy bay ném bom đe dọa, còn Việt Nam thì rút chiến hạm Quang Trung để bảo toàn lực lượng. Và hình ảnh trong một tờ báo của Ấn Độ đã đưa lên rất rõ về những cái thông tin mà chính phủ Việt Nam gửi cho phía Ấn Độ về cái việc Trung Quốc đưa tàu xâm phạm vào chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là khu vực bãi Tư Chính đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Và phía Ấn Độ tiếp tục đưa tin rằng ngày 21 tháng 8 năm 2019, tàu thăm dò Hải Dương 8 đã xuất cảng lần thứ 2 xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 13 tháng 8 năm 2019. Tất cả bao gồm có 6 tàu hải cảnh, 10 tàu đánh cá và 2 tàu dịch vụ cùng máy bay phản lực ném bom H-6, các máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không cũng được phát hiện. Và đây là bài báo mà các bạn có thể tra khảo trên mạng xã hội cũng như trên các mạng truyền thông quốc tế. Tuy nhiên những thông tin như vậy thì không được hiện diện ở trong tờ báo của Việt Nam và các đài truyền hình Việt Nam, bởi vì thông tin này khá nhạy cảm và thông tin này do phía Ấn Độ lấy ra được từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ để đăng tải trên báo, mà các bạn có thể tự tìm hiểu. Và cái sự nguy hiểm của tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng với đội tàu lần này ra khơi lần thứ 2 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở chỗ là họ lần này họ đã quyết định họ điều cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom hạng nặng. Và như vậy là Trung Quốc không hề đếm xỉa đến tất cả những cái công hàm của Việt Nam đã đưa ra trước đó về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam, cũng như những cái phản đối của quốc tế đối với Trung Quốc khi họ làm những cái việc như vậy. Và các bạn biết hiện nay ở ngoài biển thì những cái tàu hải cảnh này vẫn tiếp tục hoạt động. Đây là hình ảnh của những chiếc tàu hải cảnh và những tàu đánh cá cũng như máy bay và máy bay tiếp dầu của Trung Quốc tiếp tục hoạt động ở trên vùng biển của Việt Nam. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam mặc dù đã rất cố gắng liên tục đưa ra những cái phản bác, những cái công hàm, thì cũng những cái thông tin này dường như là phía nhà cầm quyền Trung Quốc đã không coi trọng. Và mặc dù bà Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo chiều 22 tháng 8 ở Hà Nội rằng là phản đối cái việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 một lần nữa xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Và cũng chính vì cái điều này nên phía Việt Nam đã bắt đầu có động thái tiến gần hơn với Mỹ và các nước châu Âu. Cụ thể đó là việc Việt Nam chính thức công bố là tham gia cái diễn tập quân sự với Mỹ và ASEAN vào từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 9 năm 2019 tới đây. Và đây là cuộc tập trận rất lớn được kéo dài từ Thái Lan cho đến tận mũi Cà Mau của Việt Nam. Và đấy còn là một cái điều mà Việt Nam đáp trả với Trung Quốc, và cái dòng chữ vàng của Trung Quốc luôn luôn nói Việt Nam cần phải hữu hảo và họ quan hệ láng giềng tốt, nhưng điều này đã không được phía Trung Quốc tôn trọng. Và chính vì vậy Việt Nam bắt đầu là phải có thái độ rõ ràng hơn với Trung Quốc. Và nguy hiểm ở chỗ máy bay ném bom hạng nặng của Trung Quốc là loại H-6 này đã được chính Trung Quốc sản xuất và sử dụng những cái động cơ của Liên Xô, tức là của Nga cung cấp. Và chiếc máy bay rất lớn và có thể mang được rất nhiều những bom. Và người ta ví chiếc máy bay này H-6 của Trung Quốc được ví như máy bay B-52 của Mỹ, nhưng dùng động cơ của Nga cho nên nó bay khá nặng nề và không thể bay xa được. Bình thường những chiếc máy bay này chỉ có thể bay được ở tầm bay là 1.500 km. Tuy nhiên nếu được tiếp dầu ở trên không thì nó có thể bay được trên 5.000 km. Và đấy là cái điều rất nguy hiểm và đe dọa đến chủ quyền của Việt Nam cũng như những cái đảo nổi và những nhà giàn của Việt Nam. Bất cứ lúc nào cũng có thể gánh chịu những cái trận bom của những chiếc máy bay khổng lồ này. Và các bạn đã biết những quả bom nặng nửa tấn hoặc thậm chí hơn 1 tấn khi ném từ xuống thì sức công phá của nó rất lớn, thì tất nhiên là những cái nhà giàn của quân đội Việt Nam đóng chốt ở đây sẽ không thể tồn tại được sau một đợt đánh bom của những chiếc máy bay của Trung Quốc như thế này. Và
máy bay. Ngoài ra, cái điều quan trọng ở chiếc máy bay này, nó còn được trang bị tên lửa hành trình GZ-10 có tầm bắn từ 1.500 đến 2.400 km và được trang bị một đầu đạn thông thường nặng khoảng nửa tấn, hoặc là một cái đầu đạn hạt nhân cũng có thể được trang bị ở trên chiếc máy bay này. Và đây là hình ảnh mà của loại tên lửa rất nguy hiểm đang được lắp ở trên chiếc máy bay của Trung Quốc với cái tầm bắn từ 1.500 đến 2.400 km. Và với cái tầm bắn như thế này thì chiếc máy bay hàng nặng của Trung Quốc không cần thiết phải bay quá gần những đảo Việt Nam hoặc là những cái nơi có căn cứ hoặc có những vũ khí, có tên lửa của Việt Nam, mà nó có thể phóng những tên lửa hành trình này từ rất xa, từ hơn 1.000 km. Thế sau đó những chiếc tên lửa này sẽ tự tìm đường, tự tìm mục tiêu và tiêu diệt mục tiêu, có nghĩa là sẽ tự lao vào các đảo của Việt Nam, lao vào các nhà giàn của Việt Nam. Và chắc chắn một chiếc máy bay với sự trang bị đến 6 chiếc tên lửa này thì một lúc nó có thể tiêu diệt 6 mục tiêu, có nghĩa là 6 cái nhà giàn hoặc là những cái đảo của Việt Nam sẽ hứng chịu những cái quả tên lửa này với sức công phá cực lớn, và nó có thể đánh chìm cả những cái tàu sân bay hoặc là những cái tàu chiến lớn. Thì đây là điều rất nguy hiểm mà Việt Nam cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Trung Quốc khi có vấn đề xảy ra ở Biển Đông và khi mọi công tác ngoại giao không đem lại kết quả. Và chiếc máy bay này được trang bị của động cơ của Nga là D-30KP-2. Đây là hình ảnh chiếc động cơ của Nga đã trang bị cho Trung Quốc để lắp đặt tất cả, có tổng cộng là 16 chiếc máy bay này đã được Trung Quốc sản xuất. Và điều này sẽ nguy hiểm cho Việt Nam khi nó được huy động tổng lực để tấn công Việt Nam, không chỉ biên giới phía Bắc mà có dùng chiếc máy bay này có thể tấn công những hòn đảo Việt Nam đang án ngữ. Và Liên Xô, tức là trước đây, và Nga hiện nay, thì đương nhiên với cái những cái quan hệ với Trung Quốc như vậy thì họ rõ ràng trong thời gian vừa qua Nga đã không lên tiếng, chính phủ Nga đã không lên tiếng phản đối Trung Quốc khi mà họ đã xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Đây là điều rất dễ hiểu bởi vì cái quan hệ của Nga với Trung Quốc rất chặt chẽ, mà cụ thể các bạn thấy những cái động cơ máy bay như thế này đã được bán cho Trung Quốc và tiếp tục sẽ được cải tiến nâng cấp và bán rất nhiều cho Trung Quốc. Nhiều cái vũ khí khác nhau và rất hiện đại của Nga đã được bán sang. Đây là cái điều rất nguy hiểm và chúng ta cần phải cân nhắc. Và theo như cái thông tin mà chúng tôi được biết thì trong suốt từ ngày 15 tháng 8 đến nay, theo hải trình ghi nhận được, chỉ có chiến hạm Quang Trung và tàu Trường Sa 401012 của Việt Nam là liên tục làm nhiệm vụ ngăn chặn cái dàn của tàu Hải Dương 8 ở cái vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam là bãi Tư Chính. Hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn đây là trên trang tweet của ông giáo sư Matheson, người đang hiện nay đang giảng dạy trường Đại học Hải quân của Hoa Kỳ, đã chia sẻ. Và chúng ta thấy rất rõ những cái biểu đồ đi lại cũng như là những cái đánh dấu và tên tàu được ghi rất rõ ở đây. Và chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây khi mà chương trình phát video kết thúc. Và các bạn cũng có thể tự tìm hiểu những cái thông tin tiếp theo. Và chúng ta thấy cũng trong cái biểu đồ mà chúng ta nhìn thấy đây thì liên tục và thường xuyên là có rất nhiều những cái tàu Trung Quốc vây quanh và chỉ có 2 tàu của Việt Nam mà thôi. Như vậy là số lượng của Việt Nam đưa ra để yêu cầu Trung Quốc đi ra khỏi cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở đây thì rất là ít, bởi vì là số lượng của Trung Quốc luôn luôn áp đảo số lượng tàu của Việt Nam. Và dường như khi Trung Quốc bắt đầu đưa 6 tàu hải cảnh, 10 tàu cá, 2 tàu dịch vụ cùng máy bay phản lực và máy bay ném bom cỡ lớn H-6 bay vào cái vùng chủ quyền của biển đảo của Việt Nam, đó là vùng bãi Tư Chính, thì tàu hải quân của Việt Nam, đó là tàu Quang Trung, chiến hạm Quang Trung, có lẽ đã thấy rất nguy hiểm. Vì nếu mà vẫn còn tiếp tục ở khu vực đó thì bất cứ lúc nào với những tên lửa hành trình của CZ-10 có thể bắn trúng cái tàu Quang Trung này. Và khi mà bắn một lúc nhiều trái tên lửa vào một chiếc tàu như vậy thì tàu Quang Trung sẽ rất khó đỡ lại được những cái hỏa lực lớn của Trung Quốc, cũng như là cái số lượng của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Trung Quốc, cũng như tàu hải cảnh của Trung Quốc và tàu chiến Trung Quốc ở đó. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta cũng đã nhận được cái thông tin là chiếc tàu khu trục của Việt Nam, tức là tàu Quang Trung, thì đã dường như là đã bắt đầu trên đường quay trở lại cảng biển Việt Nam. Và cái chia sẻ này cũng là do ông phó giáo sư Matheson của trường Đại học Hàng hải Hoa Kỳ đã chia sẻ trên Twitter ngày hôm nay. Và như vậy là cả cái khu vực bờ biển này hiện nay là chỉ còn một cái tàu Trường Sa duy nhất, và có lẽ chúng ta sẽ thấy là Việt Nam của chúng ta khá cô đơn, khá yếu ở trong cái việc mà bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình, và điều đấy là rất nguy hiểm. Và cũng theo cái hải trình mà ông phó giáo sư Matheson chia sẻ
thì chiến hạm Quang Trung đã quay về căn cứ trong đất liền vào ngày hôm nay, và có lẽ cũng giờ này khi mà ông chia sẻ thì chiếc tàu đó đã đi được 1/3 đường. Thì bây giờ này thì ở Việt Nam thì có lẽ nó đã bắt đầu vào đến quân cảng Cam Ranh vào ban đêm, và chính vì vào ban đêm cho nên các bạn có lẽ cũng sẽ khó nhận ra và khó thấy những chiếc tàu như vậy đi vào quân cảng. Và đấy là cái điều mà chúng ta có thể theo dõi tiếp ở trên những tweet của ông Phó Giáo sư Mathewson cũng như của những cái trang báo quốc tế ở nước ngoài, thì chúng ta sẽ được cập nhật một cách chính thức và chính xác hơn. Vậy như vậy là toàn bộ khu vực bãi thư chính hiện nay thì các bạn đã biết, khi mà tàu chiến của Việt Nam đã rút về và thì cái sự đối đầu, cái sự ngăn cản của Việt Nam dường như không còn nữa đối với Trung Quốc. Vậy thì những chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc này, mà các bạn thấy nó rất lớn, thì nó vẫn tiếp tục thăm dò khu vực này, và cùng với cả 6 cái tàu hải cảnh, 10 tàu đánh cá, 2 tàu dịch vụ cũng như là máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Trung Quốc vẫn vần vũ ở trên bầu trời khu vực này. Thì đây là cái điều mà Việt Nam của chúng ta đã rất khó khăn trong cái việc đấu tranh chống Trung Quốc, khi mà cả hai nước đều là chung ý thức hệ là chủ nghĩa cộng sản, nhưng cuối cùng thì Trung Quốc vẫn luôn luôn tìm mọi cách để thôn tính cái chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, đặc biệt là trên biển hiện nay, và họ sẵn sàng đưa những vũ khí hạng nặng ra để răn đe Việt Nam nếu Việt Nam cản trở cái việc đó của họ. Và cái điều mà chúng ta cần phải, Việt Nam cần phải làm trong thời gian tới đây, đó là sớm liên kết với Mỹ, châu Âu, Úc, Ấn Độ và nhiều nước khác để có thể chống lại cái sự bành trướng ở Bắc Kinh khi họ liên tục xâm phạm chủ quyền, và chắc chắn họ sẽ ở đây cho đến thời gian dài nữa. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy cuộc tập trận của Hải quân Mỹ cùng những cái nước đồng minh trong thời gian vừa qua tại châu Á đã làm cho Trung Quốc rất khó chịu, và Việt Nam tới đây vào đầu tháng 9 cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận như vậy. Và điều này đáng nhẽ Việt Nam phải làm từ lâu rồi, và chính vì vậy mà Việt Nam cần phải có những cái cố gắng, rất cố gắng trong thời gian tới để thay đổi cái thể chế sao cho dân chủ hơn, tự do hơn, và có như vậy thì các nước dân chủ và văn minh họ mới chấp nhận, và quốc hội của các nước như các bạn thấy ở đây họ mới có thể ủng hộ Việt Nam để chống chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ 6 ngày 23 tháng 8 năm 2019 từ Berlin, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy để lại những bình luận cũng như chia sẻ video này, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn trong thời gian tới. Chào các bạn và hẹn gặp lại.